sao mà chú thấy con ổng chơi đồ chơi con ổng chơi đồ chơi kèo đồ chơi kìa. À nhưng mà con không được xem điện thoại nhiều, con xem một ngày một ít thôi. Con mà xem nhiều và bữa sau và chú qua chú lấy điện thoại luôn á. Về nhà đường này đi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cú Chiến Channel. Hôm nay thì Cú Chiến ghé qua để mà thăm xem tình hình của chị Anh và bé Bin như thế nào rồi. Đang nằm ngủ hả? Dạ không, cái nằm nó chơi á, nó ngủ. Đây hả? Rồi lại xem. Lại xem phim hình sẽ suốt ngày đâu ha. Mới thức đi. 5 giờ. Không ạ, cô chú Bin. Đi. Không à, không cho quà nha, xe giữa mà. Vậy cứ chơi gì kìa đi. Đi. Nào luôn rồi đó. Đi không ạ, cô chú nằm xích cho cô chú vô với Bin. Đi thôi. Đi. Ngày nào cũng xem, tới con thấy xem vào clip hết. Dạ đi con. Nằm lết chồng. Xem gì không tốt. Chú đang mũi kìa. Chị chú mũi cho Bin quá trời kìa. Cái này là có người gửi ra cho chị nha. Đồ em bé. Dạ. Nè, ít đồ em bé. Dạ. Anh này. Em cảm ơn nha anh. À, cái này đồ chơi người ta gửi cho ông Bin nè. Dạ. Trời ơi quá trời kìa Bin. Chú cho người Bin. À chú đi. Nè. Thôi mệt quá nha, chúng như mũi đi. Ngồi đây nãy chú đàng hoàng đi, để chú dặn chú lấy lại. Đi đi con. À. Thôi Bin lì quá, chú lấy lại đi chú. Đi con. Nó lì ghê không? Cho xem video nhiều quá. Tắt video đi con. Thôi giờ chơi. Nè nè, nè con đừng chơi, con đừng chơi. Ai cho con đừng chơi, cả vậy ta. Con nãy cho chú đi. Đi chơi đi. Làm gì đạp đạp dữ vậy hả? Mấy con mất cỡ. Nó bệnh mấy ngày nay chưa hết nữa anh chứ. À. Cứ cảm sốt. Này có xe đua này, tùm lum xe luôn này Bin. Này xe bồn nè. Trời ơi đã ra. Này xe chữa xăng nha. Đây xe đua nè. Xe đua này chạy không được. Trời ơi đẹp không à. Dễ thương quá à. Ngày cho bé Bin xem video mấy tiếng chị? À dạ bữa nay để sáng nó coi từ 9 giờ đến 11 giờ. Rồi 11 giờ ăn xong rồi ngủ tới 5 giờ luôn. Tại trời lạnh nó ngủ ngon. Đúng không? Cái giờ này nó thích nó coi, cái giờ này nó biết mấy giờ nữa. Giờ tới nay coi nữa. Trời xem nhiều quá vậy không tốt. Rồi nói cho con xem nhiều vậy sau này nó khó bảo lắm. Thứ hai là nó ra ngoài thì nó sẽ phát triển hơn, hoặc là mình chơi đùa với trẻ. À, đâu em hết ngồi chơi với nó nổi rồi. Dạ. Chứ dạ. Ngày nào cũng đau bụng, bữa nay cũng đau bụng, nằm hoài mà ngủ không được. Đau bụng dữ lắm hả? À, nó cũng đau mà nó cứ đau như là mình mắc gặn vậy đó. Em nghĩ chắc cũng gần xanh rồi. Mà bây giờ em định bữa hôm cô
cô bên chỗ ấy á, cô nói là em xanh thì cổ lưu gì một ngày hơn, nhưng mà anh em không biết cô dặn làm sao em điện mất máy gì vậy, em không biết tính sao rồi dặn thêm một pin gì không biết làm sao, em định vô bệnh viện nằm mà nó hai mẹ con rồi tối rồi lỡ em xanh làm pin sao cũng chưa biết. Thì cũng có một số người cũng nói là khi nào chị sanh người ta sẽ phụ, thì lúc em sẽ liên lạc. Bây giờ chị thấy là có cần thiết phải nhập viện luôn chưa? Nếu mà bây giờ em nhập chắc là cũng một hai hôm nó cũng sanh, mà em định là lấy khi nào mà đau dữ á thì em hãy đi vô. Ví dụ như bây giờ mà đau thì có kêu được ai chở đi không, có anh xem mà quen không? Chị em không có quen, nhưng mà em cứ xin cái chú ở ngoài đây, chú chạy gáp á, em cứ xin mấy người này. Giờ đâm ra sáng em thức dậy em đi ra ngoài ngồi đây bán đồ ăn á, em nấu đem về nấu cháo nấu đồ cho nó, xong rồi nó đói thì em đút với giặt đồ rồi vậy á, chứ còn hết có ngồi chơi với nó này. Mệt quá em nằm hoài. Dạ tầm chắc cũng trong tuần này chắc cũng xin ha, chắc vậy đó em, tại vì nó đau mà lã mồ hôi luôn á. Ban ngày thì đau ít nhưng mà ban đêm đau tới đấy hơn. Tối thay vì cho nó bú sữa vô em không cho luôn, em không có nhúc nhích nổi luôn á, nó đau cái em ngồi qua bên thì cô không được nó, rồi em nằm luôn, em nằm luôn mà em nằm em ghê nên hư mà nó không hay gì chứ, nằm nó ngủ vậy thì cái em thấy nó cũng không có thức, nó kêu em thức ngủ mê, em để cho ngủ tới gần sáng luôn em mới đỡ đau cho nó bú sữa. Con chú đem đồ chơi cho con, sao con không cảm ơn con ạ? À, thì chú lên đi Bin. Bin rất là thân quá, không ngoan gì chưa. Có xe chơi cũng được chứ đừng có xem video nhiều quá đó. Dạ, cái bữa cắt mấy chiếc xe bự của nó lên trên đi gọn á, cái hôm qua em đụng cái xuống, cũng lấy cây em khiều xuống cho nó chơi. Giờ anh chắc phải hơn 21kg rồi. Dạ. Vậy 30 rồi đó. Vậy á, em lo không nổi đâu. Dạ. Ba tuổi rồi, ba mấy ký rồi. Hơi béo phì vậy đó. Dạ, chắc em nghi nó thừa cân quá không? Ừ. Bởi đây là em hạn chế cho ăn dữ lắm luôn. Em chỉ ra ăn đồ ăn chín với lại uống nước rồi. Rồi đó, khóc không? Dạ, khóc không khóc mà đòi ăn hoài à. Đòi hoài. Nói anh ấy, chị nội á. Vỗ bụng hay sao? Dạ. Cứ mẹ ăn bánh mẹ rồi đòi ăn trái cây đu đủ luôn á, có phải ăn đu đủ với xoài. Trái cây thì chắc không sao, trái cây ăn đâu có mập đâu. Mà ở đây không phải chợ cho nên mình mua gì cũng mất hết trơn. Dạ hả? Mua em hồi sáng em mua hai cái xoài chín nhỏ nhỏ vậy nè, 25 ngàn. Chắc đang dịch nữa nên nó cũng mắc hơn thông thường. Trời đã ta ai cho Bin, Bin phải cảm ơn nha. Nói vậy chứ nó đi nó té hoài anh chứ. Dạ hả? Một ngày té 2 lần vậy đó. Sao té dữ vậy? Em không biết nữa, chắc tại do nó nặng nữa hay là sao á, mà cái chân của nó đi yếu xìu té mất. Bữa nay còn leo lên bàn té nữa không? Dạ, bữa nay hết leo rồi, em la với trời. Bữa hôm em quýnh gần cây giờ hết leo. Rồi, mấy bữa nay chị ăn uống được không? Nó hết thèm ăn rồi anh. Hết thèm ăn hả? Kiểu như là chắc là nó lạc miệng á. Dạ hả? Mình không thấy muốn ăn gì chứ. Có uống nước thì dữ lắm, uống quá trời luôn. Đợt trước thì có thèm ăn không? Dạ có, đợt trước thèm ăn thì không có tiền mua ăn. Bây giờ lại không có ăn hả? Nhưng mà cũng phải ráng ăn đi chứ. Dạ. Ráng ăn có sức sinh em bé chứ. Dạ. Mấy cái cửa con. Cửa con đó à. Bỏ tay ra. Đang gọi cho ông trẻ. Tới rồi gọi cho ông trẻ. Kẹ. Con sợ con kẹ tối rồi. Con đợi cho con kẹ cắn. Ok, để đi con. Con kẹ cắn con hả? Con kẹ cắn.
trắng vậy? Để con không muốn bị ông kẹ cắn là con phải ngoan. Ông kẹ là hay cắn mấy đứa bị lì á. Đứa là ngoan thì không có cắn. Để vậy con răng bụng răng hết con không dễ cắn con luôn. Ông kẹ cắn con vô chỗ nào? Cắn con răng ra bài dưới chỗ ăn ngực. Đi ngoài cửa sổ ăn thịt luôn. Vậy hả? Ừ, con phải ngoan không là ông kẹ cắn á. Nghe lời mẹ nghe chưa? Dạ. Để đi con. Dạ. Vì hôm nay Quốc Chiến vào để cập nhật tình hình của mẹ con chị Anh cho mọi người biết. Bây giờ thì chị Anh cũng sắp tới ngày sinh rồi. À, con trai con gái chị? Con trai. Con trai ha. À, thêm một bé trai nữa chờ đời. À, hai anh em quậy nước trời cho coi. À, giờ này bắt đầu nóng bình cứng ngắt luôn. Dạ. Nó có đạp nhiều không? Dạ nhiều, có đạp nguyên đêm, ăn đêm mình thức nguyên đêm. Giờ là chưa đạp phải không? Dạ, chưa đạp mà bắt đầu nó gọi cho. Lòi chân đâu luôn hả? Dạ. Cứng lắm. Cứng lắm mình đau. Nhưng mà mình giao tiếp được với bé không? Dạ, em không biết nữa. À, nó cứng lắm. Nó cứng nhiều cái mình đau dữ lắm luôn. Nó cứng như cái banh vậy, để chị sờ cái người nè. Ngộ lắm. Càng ngày càng phùn to lên như nè. Dạ, là, chắc là sắp sinh lắm rồi ạ. Dạ. Cận ngày sinh lắm rồi. Hay là sắp là bé Bin là sẽ không được cưng chiều ở đâu. Bỏ thí luôn rồi. Thôi chị có gì dáng giữ sức khỏe nghe. Dạ. Có cái biểu hiện thì có thể là báo cho những người xung quanh ngoài Quốc Chiến biết nghe. Dạ. Rồi, Quốc Chiến cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành của Quốc Chiến. Hôm nay thì mình cũng cập nhật hai mẹ con chị Anh và cô Bin cho mọi người xem ha. Hẹn là mọi người trong những cái video mới. Xe mấy cậu mà. Xe cứu hỏa bự là xe mẹ, còn xe cứu hỏa nhỏ là xe của con. À, xe cậu mà, đâu phải xe cứu hỏa. Xe cậu mà, nó có cái cậu đó Bin. Xe cậu mẹ, có phải xe cậu con. Nhỏ chiếu. Nhỏ chiếu giống con. Không con. Xe cậu mẹ, cần xe cậu con. Chốt cậu. Lại đây. Kêu nó làm sao nó lại được. Không. Không, ý là con không kêu con mà là con kêu chiếc xe thôi. Kêu chú quả, chạy cho. Chê chạy chút cắt cho đừng chê chạy chạy mẹ chê chậu con à chê chậu mẹ à chê chậu con. Bye bye Bin. Bye ơi, bye bye. Con ở nhà chơi đừng có gọi mẹ nha. Mẹ sắp sinh em bé rồi, để cho mẹ ngủ nghe. Dạ. Bye bye con. Hôm nay Quốc Chiến ghé qua để cập nhật tình hình của mẹ con chị Anh cho mọi người xem ha. Thấy tình hình cũng ổn và chị Anh lại sắp sinh ra một em bé trai nữa. Mọi người có thể gợi ý cho chị đặt một cái tên thật hay. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành của Quốc Chiến ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới. Vậy hả? Sợ chú rồi. Sao? Tin về nó nè. Ông chú vừa.
Không sao chị. Nó không có coi nữa đâu à, không xem video nữa nha. Là chú đi về đi đó, nó không coi nữa. Mà trong khi em nói là chú không cho coi, cái nó nói là chú đi về luôn rồi. Không khỏi vô cái nhà này nữa, chú đi về đi. Không khỏi vô cái cài rửa hôm tối. Rồi Bin có xem video, có xem điện thoại nữa không? Có không? Chơi hả? Ờ chơi. Chơi nó thôi nha, không có xem điện thoại nữa nha, không có xem điện thoại nữa nhiều nữa nha. Vậy thôi bye bye chú, để chú về nè. Bye bye chú kìa. Bên bye bye chú, bye bye mạnh lên. Bye bye chú về ha. À, chú về nha, không được chơi, không được xem video nữa nha. Rồi chú về đây. Sợ ghê. Cãi nhà nó đây chú về rồi. Với đi mẹ, với đi thở mẹ. Thấy chưa? Con mà đòi coi điện thoại rồi chú chạy vô nữa đó. Chú không có đi đâu, chú ở trước đó. Chó rồi. Bữa nay chú căng đó, điện thoại đòi coi điện thoại nữa rồi chú vô chú lấy điện thoại của Bin luôn á. Bây giờ đi, cắt đi, cắt điện thoại đi. Chú lấy điện thoại luôn, chú cắt kìa, chết rồi. Sao? Xe điện thoại. Xe điện thoại nữa hả? Mới về chưa khỏi nha. Chỗ mà đã đòi xe điện thoại nữa. Xạo ghê luôn á. Thấy không? Cười. Con biết ghê chưa? Chết rồi, chú lấy chú cắt luôn à. Mới về, mới ra tới cổng là đòi xe điện thoại là xạo. Không được xem điện thoại nhiều nữa nghe chưa? Chơi rồi chơi nha. Dạ đi. Con không chơi đồ chơi. Con không chơi đồ chơi gì. Ê con có coi điện thoại à? Con có coi điện thoại. Con ngẫm chơi đồ chơi chơi. Con ít chơi, ít coi điện thoại lại thôi nghe chưa? Chiều coi bài bốn, có bài bốn vẽ. Chiều rồi bài được chơi nhiều lần hồi mẹ quýnh quá. Bài đồ chơi chiều quá trời đồ chơi chiều mẹ quýnh á. Mẹ không quýnh. Con đừng có xem điện thoại nhiều nữa nghe. Mày đâu quýnh đâu. Ờ, chú lấy luôn điện thoại về luôn rồi đó. Chết luôn. Con mà xem điện thoại nhiều là chú lấy điện thoại về nha. Chết. Bữa sau mà rồi chú thấy con à, nhưng mà con không được xem điện thoại nhiều. Con xem một ngày một ít thôi. Con mà xem nhiều là bữa sau là chú qua chú lấy điện thoại luôn á. Về nhà đừng mày đi. Đó, chú giận rồi nghe chưa? Ở xem là xem video ít thôi, xem nhiều quá là không tốt. Thôi. Leo leo là chú lấy điện thoại á, leo leo đi. Leo đi. No. No. Vậy là phải nghe lời mẹ nghe chưa? À, không có được xem video nhiều nghe chưa? Xem nhiều là chú cầm này về nè, chú cầm cái điện thoại về nè. À, không có xem được luôn á. Một ngày chỉ xem một tiếng thôi. Nghe không? Dạ đi. Rồi bye bye chú nè. Dạ đi con. Bye bye chú về.